Choáng váng với độ giàu có của hoàng tử UAE, sở hữu nhiều câu lạc bộ bóng đá thế giới, siêu xe, du thuyền không thiếu. Không chỉ vung tiền thâu tóm các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng thế giới, Say Mansour, hoàng tử UAE còn sở hữu nhiều du thuyền, siêu xe, bất động sản. UAE là cái tên được nhắc tới nhiều trong và sau trận đấu vòng loại World Cup gặp đội tuyển Việt Nam. Với tỷ số sát sao 3-2, UAE đã chứng tỏ được sự khác biệt trong lối chơi với dàn cầu thủ nhập ngoại chất lượng. Còn Việt Nam không chỉ chứng tỏ sự tiến bộ từng ngày, từng giờ mà còn chứng tỏ tinh thần Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Nhắc tới UAE và bóng đá, người ta nhớ đến Say Mansour, hoàng tử UAE, một người giàu có và vùng không biết bao nhiêu tiền để thâu tóm các câu lạc bộ bóng đá trên thế giới. Ngoài ra, ông còn có nhiều thú chơi như du thuyền, siêu xe, khó ai địch nổi. Gia tộc huyền quý, Say Mansour sinh ngày 20 tháng 11 năm 1970, là hoàng tử UAE, thành viên gia tộc Al Nahyan, trị vì tiểu vương quốc Abu Dhabi. Ông là con trai của Zayed bin Sultan Al Nahyan, người sáng lập UAE, kiêm tiểu vương Abu Dhabi trong suốt 33 năm. Say Mansour theo học Đại học Santa Barbara ở California, Mỹ năm 1989 và còn có bằng cử nhân quan hệ quốc tế Đại học UAE vào năm 1993. Không phải là người xuất sắc khi đi du học, nhưng Say Mansour từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ UAE và hiện là phó thủ tướng, là người trợ giúp đắc lực cho anh trai Thái tử Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Trong khi UAE là một trong các quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất trên thế giới, riêng Abu Dhabi đã chiếm tới 95% mỏ dầu của UAE. Năm 2005, hoàng tử Say Mansour là chủ tịch hội đồng quản trị công ty đầu tư dầu khí quốc tế UAE và người đứng đầu cơ quan đầu tư Emirates vào năm 2007. Trực tiếp quản lý khối tài sản khổng lồ thu được từ dầu mỏ và bắt đầu đem tiền đầu tư khắp thế giới. Về đời sống hôn nhân, Say Mansour có hai người vợ. Ông kết hôn với người vợ đầu Ali bin Mohammed bin Putin Hamed vào giữa năm 1990 và có một con trai. Năm 2005, Say Mansour kết hôn lần thứ hai với Malan bin Mohammed Al Makhoum, con gái của tiểu vương Dubai Mohammed bin Rashid Al Makhoum, và có thêm 4 người con. Bóng đá là chân ái. Một trong những dấu ấn đáng chú ý nhất của hoàng tử Say Mansour là thương vụ mua lại câu lạc bộ bóng đá Anh Man City. Vào năm 2008, hoàng tử Say Mansour chi 210 triệu bảng mua đứt câu lạc bộ Man City. Tiếp đó, ông vung tiền mạnh tay để đưa về sân Etihad những ngôi sao hàng đầu thế giới. Sau 13 năm dưới sự cai quản của hoàng tử UAE, Man City nổi lên thành câu lạc bộ hàng đầu bóng đá của Anh với 5 chức vô địch Premier League, 2 cúp FA và 6 cúp EFL. Để Man City vào chung kết Champions League mùa giải 2020-2021, ông đã không tiếc tiền chỉ tới 3,5 tỷ đô. Năm 2013, Say Mansour thành lập công ty City Football Group và thâu tóm hàng loạt các câu lạc bộ bóng đá khác trên thế giới, gồm New York City Mỹ, Mumbai City FC Ấn Độ, Manchester City FC Úc và Montevideo City Soccer Uruguay theo The Daily Star. Tất nhiên, theo như Harun Al-Mubarak, chủ tịch CFG, người đại diện cho Say Mansour, từng tuyên bố hoàng tử UAE sẽ tiếp tục vung tiền mua thêm các câu lạc bộ khác nếu thấy phù hợp. Để sở hữu những câu lạc bộ bóng đá danh tiếng thì thực sự phải là một tay chơi nhà nghề. Nhưng để mà nói, số tiền đầu tư vào bóng đá không thấm vào đâu so với khối tài sản của vị hoàng tử này. Ước tính hoàng tử Say Mansour sở hữu khối tài sản cá nhân lên tới 22 tỷ đô. Ông đầu tư tiền vào 50 công ty khác nhau trên thế giới và bán lại cổ phần để kiếm lời ở thời điểm thích hợp. Niềm đam mê với xe sang, Say Mansour chi ra rất nhiều tiền cho thú vui siêu xe của mình. Đứng đầu trong dàn xe đắt đỏ của ông hoàng 47 tuổi này là chiếc Porsche 911 GT1 có giá 3 triệu bảng Anh. Ngoài ra, trong bộ sưu tập xế hộp hạng sang, Say Mansour có một chiếc Mercedes SLR McLaren trị giá 350.000 bảng Anh, Lamborghini Ravenstern 480.000 bảng Anh và Ferrari Enzo 2,5 triệu bảng. Mansour cũng cực khoái siêu xe nhanh nhất thế giới Bugatti Veyron. Ông đang sở hữu 5 chiếc với giá thấp nhất từ 1,1 triệu bảng Anh.
Điều bất ngờ không chỉ chơi siêu xe, Schumacher còn sở hữu 5% cổ phần của hãng Ferrari hồi năm 2005. Ông lập tức có ý định đưa giải đấu F1 danh tiếng về các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngoài ra, ngài Mansell còn có 9,1% cổ phần của Daimler AG sở hữu thương hiệu Mercedes. Đến năm 2009, sau khi đầu tư 91 triệu bảng vào đường đua cũng như những cơ sở vật chất cần thiết khác, các tài xế hàng đầu thế giới bắt đầu quy tụ về Abu Dhabi để tranh tài giải Grand Prix du thuyền và biệt thự. Hoàng tử Schumacher sở hữu siêu du thuyền Topaz lớn thứ 5 thế giới, trị giá hơn 500 triệu đô la Mỹ, dài 146 mét, được thiết kế với 8 tầng, 2 bãi đáp trực thăng, 3 bể bơi, 1 phòng gym và thậm chí là cả phòng chiếu phim. Nơi đây từng được Leonardo DiCaprio, bạn của Schumacher, tổ chức bữa party vương trả cùng hơn 20 người bạn trên Topaz trước khi World Cup 2014 khởi tranh trên đất Brazil. Schumacher có rất nhiều bất động sản, khách sạn và cung điện tại đất nước Trung Đông. Năm 2016, hoàng tử chi 60 triệu đô để mua căn biệt thự rộng 8.000 hecta ở Tây Ban Nha. Ông cải tạo lại thành biệt thự với đầy đủ tiện nghi, được đặt tên là Los Quintos del San Martín. Hoàng tử cũng thường lui tới khách sạn 7 sao El Mirage Palace, thuộc sở hữu của hoàng gia. Khách sạn 7 sao này hoàn thành năm 2005 do ông bỏ vốn. Khách sạn có 394 phòng, 92 phòng sưởi và 22 phòng sang trọng bậc nhất, được trang trí bằng vàng và đá cẩm thạch. Ngài Marshall sở hữu tầng penthouse cao nhất tòa nhà với 6 căn hộ chỉ dành cho giới quý tộc hoàng gia. Có một điều không phải ai cũng biết, khá nhiều cảnh trong bộ phim bom tấn Fast and Furious 7 được quay tại The Emirates Palace.